Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình, Vanilla Carrots. Thì ok, hôm nay mình làm video này là tiếp tục series survival của mình. Thì ok, thì cái video hôm trước mình đã nói với các bạn là giúp cho video đó đạt được 40 like. Thì video đó hiện tại đã đạt được 40 like và hơn 40 like, gần 50 like luôn rồi các bạn. Thì video đó đạt được gần 50 like luôn rồi. Vậy mình có thể mình đang tự hỏi trong đầu là liệu video này có đạt được 50 like hay không. Thì ok, để có thể trả lời được cho câu hỏi đó thì bây giờ các bạn hãy cầm điện thoại lên và ấn like ngay bây giờ để ủng hộ mình nha các bạn. Và bạn nào cầm điện thoại thì các bạn ấn like trên điện thoại, bạn nào cầm máy tính các bạn hãy ấn like trên máy tính. Thì ok, thì đó là những gì mình muốn nói. Và ok, trước khi bắt đầu video này, nếu các bạn hãy thích video của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, share video, đừng quên ấn nút đăng ký đi. Và click vào quả chuông bên cạnh để mỗi khi mình ra video mới các bạn đều nhận được. Và nếu các bạn đang xem video, các bạn hãy quảng cáo hiện lên, các bạn hãy click vô quảng cáo, xem quảng cáo từ 5 đến 10 giây để ủng hộ mình có gói mì tôm nha các bạn. Ok, thì chúng ta bắt đầu video mới nào. Let's go. Trước sau khi mà mình làm xong cái này á, một căn nhà nhỏ ở dưới cái căn hầm, thì các bạn đã comment thử thách mình ngay luôn. Thì các bạn đã thử thách mình cái gì mà cái gì đó, xây một tượng thần giữa cửa. Và một bạn đã thử thách là tìm tất cả các nông sản trong Minecraft. Nông sản các bạn, chứ không phải là khoáng sản nha. Khoáng sản là khác, còn cái này là nông sản, tức là đồ để trồng trọt á. Thì bạn này đã thử thách mình như vậy. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm thôi. Thì mình thấy khá là thú vị, tại vì bạn này đã kêu vậy rồi thì không thể nào không làm được. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đào một ít đá. Một ít đá đi mai. Để khoan xem nào. Chúng ta cần một ít đuốc. Hết đuốc rồi. Đây, chúng ta cần thật là nhiều đuốc nha các bạn. Thì cái chỗ này chúng ta được một cái hang khá là sâu và cũng được khá là nhiều khoáng sản nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái này đi, quên. Trời đậu. Thề luôn, mình đặt nhầm các bạn. Rồi ok. Đó, mình sẽ lấy thật là nhiều than nha các bạn. Chỗ này khá là nhiều than, mình thề luôn các bạn. Nhiều than vậy chắc là xài mà không sợ chết đói luôn á. Không, mình nhìn lầm ra con skeleton nha các bạn. Zombie dưới đây nè. Ô các bạn, khu bộ hoang. What? Khu bộ hoang. What the? Các bạn, cái này hay nè. Rồi thôi, tìm cái skeleton ở đây luôn. Ngon vậy. Rồi giờ sao? Thôi chết rồi. Bỏ. Con mình không tiến lại gần con skeleton được. Đậu xanh nó. Cái dòng nước này. Bạn, mình đã tính làm thử thách của các bạn, nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ tạm ngừng cái việc mà thử thách lại nha. Chết rồi. Không có gì để ăn hết nè. Rồi chết rồi, sao ta? Thôi bỏ đi, bây giờ mình sẽ quay về nhà. Quay về nhà rồi kiếm cái gì đó để ăn, hoặc là mình sẽ quay về nhà mình tự tử, chứ không mình chết ở đây là mệt á. Phiền lắm luôn á. Chết rồi. Chết không? Không chết. Làm sao mà chết được, mình biết hết rồi. Thì Mojang nó có cài một cái chức năng giống như là mình sẽ không thể chết gì á các bạn, không thể chết với nửa thanh máu gì á. Trừ khi là mình bị con quái nào tấn công thôi, còn lại là không thể nào chết được nha. Rồi thì mình tìm được một con bóng hoang á các bạn. Thì khá là may mắn khi mà tìm được một bó hoang ở chỗ đó. Rồi thì ok, mình sẽ ngay lập tức tức tốc mình sẽ đi đai ở chỗ này đi ha. Chỗ này không đai được. Các bạn, ở dưới có con rau. Rồi mình sẽ để cho nó đánh mình một phát là mình đai luôn nè. Đây các bạn, đây. Rồi. What? Mình ở đâu thế này? Ủa sao tự nhiên xung quanh toàn màu trắng không vậy? Lát đâu hết được đâu. Ngoài ra chỗ này còn có khe nước luôn nè. Gần nhà mình có nhiều thứ nha.
Vì quá tốt rồi còn đâu. Để xem. Không phải chỗ này. Không phải chỗ này luôn. Chỗ nào nhỉ? Đằng kia. Có con cổ ở đây, một cái cây đã chặt. À, cái nhà đằng đây nè, đó. Nhà mình ở đây, đó. Thì cái chỗ mà mình chết thì nó ở dưới đây. Đồ nó nổi lên các kiểu nè, thấy không? Đây. Chết bà rồi, có con ba. Con, cái con có cái cây đinh ba. Con nó nguy hiểm lắm các bạn. Không nên lại gần luôn á. Con nó thề là mình không nên lại gần. Đây các bạn, bây giờ mình chỉ cần đứng đây thôi. Đứng đây là nó không thể nào phóng chúng được, đừng lo. Đó, quyết định thô máu là khác. Thề luôn, con đó là nó vậy đó các bạn. Nó hơi khó tấn công vậy thôi, thực chất là cũng dễ đánh. Nên con crow nó cũng có nhiêu đó máu chưa nhiều. Đó, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ giết một ít cồ các kiểu. Rồi chúng ta có ít lông rồi đó. Bây giờ mình cần cồ. Mình sẽ lấy cồ để mình đi làm giường các kiểu nữa. Đây. Đó. Ok. Rồi chúng ta đã có thêm một con cồ nữa. Và thêm một con nữa thôi là đủ làm cái giường rồi đó. Một con nữa. Đằng kia. Đó. À đây nè. Gần hơn nè. Đúng rồi ha. Mình có làm. Ở đây có một cái thử thách giống như là Từ. Yeah. Giống như là có một vài cái achievement á. Nó sẽ kêu là tìm 16 loại lông cừu khác nhau, khác màu á. Nhiều màu khác nhau á. Thì mình cũng không biết là phải làm thế nào với cái thử thách đó nữa. Thì đại loại thì nó là của Mozan mà. Thử thách nó hơi khó hiểu. Tại hơi khó tìm thôi. 16 lông cừu khác nhau lận. Đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái lò. Mà chúng ta chưa có đá. Rồi lấy miếng đá ở đây. Mai mốt mình sẽ chia phòng ra nha các bạn. Mình sẽ lắp đất chỗ này lại. Mình chia phòng ra các kiểu. Chứ không phải là để vậy đâu. Nhìn vậy thô quá. Như kiểu là mình ăn lông ở lỗ. Sống vào thời đồ đá vậy á. Nên mình sẽ cố gắng chia phòng ra các kiểu. Ok. Rồi cái lò đây. Ủa. À thợ đá riêu. Thế tưởng thế nào ra là cái đó. Rồi. Thì sau khi mà làm mình nghĩ là mình nên làm thêm một cái một ít. Mình như mình thiếu gỗ ta. Đó, thì nó sẽ giúp ích được gì cho mình. Rồi, giờ đi ngủ. Rồi, ok, chúc bạn ngon. À, what? What the hell? À, mình quên nói cho các bạn nghe nữa. Thì Mozan ngày hôm qua, không 2 ngày trước vừa mới cập nhật phiên bản Minecraft 1.60 1.14.60 nha các bạn, phiên bản chính thức. Wow, nghe có vẻ rất là thú vị. Nhưng thật chất mình cảm thấy nó chả thú vị tí nào cả. Mình đang trông chờ phiên bản 1.15. Nhưng mà nó lại ra 1.14.60. Thành ra là mình không có được cái gì hết á. Thề. Buồn vãi ra. Tại mình muốn xem cái địa ngục các bạn. Mình muốn biết cái địa ngục ở trong Minecraft phiên bản mới ra sao. Nhưng mà mình chưa trải nghiệm được. À không, mình cũng trải nghiệm được rồi chứ. Mình trải nghiệm ở phiên bản bao nhiêu nhỉ? Phiên bản mò Snapshot 20W 15. Đó thì phiên bản đó là 20W 15. Đó là phiên bản Snapshot trên PC á. Thì trải nghiệm rồi nhưng mà có điều nó mình muốn trải nghiệm trên PE chứ không phải là PC. Các bạn hiểu không? Đấy thì thành ra là nó nhỏ chỗ đó vậy đó. Đóng tơ nhện mà nó rớt xuống mà ui la bít nè các bạn. Ồ. Ờ mình tưởng đâu dưới đây nó không có cái gì á, mình rớt xuống chắc mình ngẫm củ tỏi quá các bạn. Rồi có labit rồi, ngon dream. Rồi, labit có rồi thì redstone các kiểu có hết. Có vẻ khá là may mắn nha. Nhưng mà hình như mình quên cầm theo một thứ rồi các bạn. Mình không có cầm theo cúp sắt. Mình biết gì hồi nãy mình nung cúp sắt. Nung sắt để có lại gì làm cúp luôn. Nhưng mình không nung, quên thiệt chứ. Giờ mình không lẽ mình lên lại ta. Chắc phải vậy rồi. Chứ lỡ như lát nữa gặp kim cương nữa sao đúng không các bạn. Lỡ lát gặp kim cương rồi biết lấy gì mà nung đúng không. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà và nung một ít sắt.
một ít sắt, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp sau ha. Thì không sao, cái này chắc cũng đáng, tại vì đáng để mình đi lên đi xuống nhiều lần. Thề. Chúng ta sẽ lấy một ít redstone và sau này chúng ta sẽ làm những cỗ máy redstone và sau đó mình sẽ mình sẽ nói nha là mình sẽ làm những thử thách mà các bạn đặt ra. Nhưng mà hiện tại mình vừa mới kiếm được một khu vực bỏ hoang, mình sẽ đi khám phá nó rồi sau đó mình sẽ thực hiện thử thách của các bạn sau. Video là video sau á, thì nếu như mà không có gì hết á thì mình sẽ thực hiện thử thách của các bạn nha, chứ không phải là mình không làm nha các bạn. Ok. Rồi, nung xong rồi. Rồi, chúng ta sẽ làm một làm thêm một cái gì ta, cái khiên nữa. Tại vì nó cũng có ít lắm các bạn. Lỡ mà đang đi gặp con quái á, thì ít nhất là chúng ta cũng có cái để đỡ. Rồi, khiên. Một cái kiếm sắt. What? Lộn rồi. Trời đạo. Mình quên nữa. Đậu xanh nó. Thiệt. Thiệt nhiều thứ mình quên nhảm thiệt chứ. Rồi thì chúng ta sẽ đeo cái khiên này kế bên. Rồi đó. Cái khiên là cảm thấy an toàn hơn rồi. Không cần nói nhiều, không cần giáp, không cần cái gì hết. Có cái khiên là an toàn rồi các bạn. Ôi, hết hồn mày. Đậu phụ hết hồn. Mình thề các bạn, mình rất là sợ nhện các bạn. Mình ghét những con nhện, mình ghét những con vật mà kiểu như là nó hơi bị scary một tí, thành ra là các bạn thông cảm. Đậu xanh. Thật sự mình nghe tiếng nhện mà hay cảm thấy cứ sao sao á, thề luôn, mình nghe khó chịu lắm các bạn. Thành ra là có gì, thành ra mỗi lần mình gặp vậy mình giật mình luôn á các bạn. Thề. Ồ, chỗ này mà bị con gì nó đập cái rớt xuống cái tôi thề bỏ game luôn. Ok, chỗ này thì lên được nè. Đó. Bây giờ kiếm coi được cái kia không. Đặt ra đấy con quái nó không có spam ra được. Ồ, có cái xe mỏ rồi kìa các bạn. Ui, hai cái xe luôn. Ồ. Từ từ. Trước khi bắt đầu chúng ta lấy đồ. À khoan, bỏ đi. Không có cái kia. Đuốc nè các bạn. Rất là nhiều đuốc. Rồi rất là nhiều những cái này luôn. Có táo nè. Rồi có cái này nè. Đường ray nè. Ồ, có vẻ mình cần. Mình sẽ cần những cái đường ray. Và chúng ta cần. Ồ, melon nè. Lấy nó về. Từ từ. Chúng ta sẽ khám phá từ từ thôi. Không cần phải vội vàng đâu các bạn. Ồ, cái này cái biome mới hả? Hy vọng là trong tương lai là Mojang nó sẽ ra một vài cái bản cập nhật về về cái gì ta? Về à đây, đuốc các kiểu, bản cập nhật về cái hang động, chứ thật sự cái này nó nghe nó cái hang động mà nhìn nó nản, nó chán cực luôn các bạn. À mà chắc chắn Mojang sẽ ra mà làm gì căng. Tại vì đã có một vài cái dự án về hang động mà Mojang đã đề cập rồi. Oh. What? Dạ. Yeah. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đập tiếp. Đi đào thôi chứ làm gì đâu. Ok, thì chắc chắn nữa rồi. Chúng ta sẽ còn... Chắc chắn cái khu mỏ bỏ hoang này vẫn còn. Và chúng ta sẽ đi kiếm thêm những cái khác. Thì trong một khu mỏ bỏ hoang này á, cũng phải ít nhất nha các bạn, là 5 cái xe mỏ. Thì không thể nào mà mới kiếm được hai cái xe mỏ thôi, vậy còn ba xe mỏ còn lại nó đâu. Thì chúng ta sẽ đi kiếm nó nha các bạn, khi nào kiếm đủ thì thôi. Ok. Mấy chỗ này kinh dị thiệt á các bạn. Xe đậu. Cái khu dưới kia nhìn mới ớn á.
Đậu xanh con nhện mày. Căng thật, mấy con nhện này thậm chí nó còn có độc nữa. Nên thành ra không cẩn thận là chết. Đậu xanh con này là nghe cái tiếng nó khó chịu thật sự ấy. Chắc mình phải đập hết mấy con nhện này, sau đó là mình ok. What? Còn nữa kìa. Ok. Cố gắng đập đập những cái đuốc, đặt những cái đuốc ra để con nhện nó không spawn được nữa. Ánh sáng mà ánh sáng không đủ là nhện nó sẽ spawn ra được nha các bạn. Oh shit. Nó kìa. Thôi bỏ đi. Tao không muốn gặp tụi bay. Thề đúng không muốn gặp những con, mình không muốn gặp những con nhện này một tí nào luôn á. Cho 100 ngàn mình cũng không muốn đụng với tụi nó nữa. Nhìn nó rất là gớm mà vừa ghê nữa, đậu xanh. Bạn nào mà có sợ nhện giống mình á thì các bạn có thể comment bên dưới nha. Ai cũng có nỗi sợ đó chứ không phải là không có nha. Với các bạn đừng nghĩ là các bạn không sợ là tại do là các bạn chưa gặp thứ mà các bạn sợ thôi. Chứ thật sự không phải là các bạn không sợ đâu. Tới khi mà các bạn gặp được cái thứ các bạn sợ rồi là có trời cũng không cứu được các bạn. Sao mình vẫn kiếm chưa ra nhỉ? Ok. Có vẻ khó nha. Cái này nó có vẻ hơi bị khó khăn một tí nha. Ok, chắc mình phải đi xuống dưới đó thật rồi các bạn. Đây. Wow. Đây. Chỗ này. Đây chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ và đi đến chiến thắng nha các bạn. Chúng ta ai cũng có nỗi sợ, nhưng mà có vượt qua được nỗi sợ hay không á là một chuyện khác nữa. Đây. Dù mình rất là sợ nhện, nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ và tấn công những con nhện này. Ok. Mấy con nhện này nó hơi bị ngáo đá một tí. Nó đâu vậy? Ui, con nhện này nó bị ngáo đá rồi. Con nhện nó bị ngáo cần rồi nè các bạn. Nhện bị ngáo cần rồi. Giỡn mặt hả mày? Ok. What? Nhện bị ngáo đá hết rồi. Ok. Đậu xanh. Lắp đường qua cũng mệt vậy hả? Rồi, chúng ta sẽ đặt đuốc lên những cái chỗ này để con nhện nó không spawn ra được nữa nha các bạn. Đừng nép vô. Không chết đấy. Ok. Chuẩn bị. Tiến công. Ồ chết rồi. Dính độc rồi. Dính độc rồi. Cây vải. Ok thì mình có nên nghĩ là video kết thúc tại đây không nhỉ? Thôi chắc video kết thúc tại đây đi. Mình chỉ khám phá sơ cái chỗ này thôi. Thì hiện tại mình vẫn chưa kiếm được thêm một cái craft nào nữa. Và có vẻ như chúng ta sẽ không có làm lâu, bởi vì như vậy sẽ rất là tốn thời gian của mọi người. Thì ok, nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like, share video. Đừng quên nút đăng ký để ủng hộ channel của mình. Và đặc biệt các bạn hãy nhấn vào ở chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận những thông báo mới từ kênh của mình. Đặc biệt hơn nữa, các bạn hãy xem video, xem hết quảng cáo. Xem quảng cáo từ 5 đến 10 giây thôi, không cần phải xem hết. Thì như vậy đã gọi là giúp mình rồi. Thì ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Ủa chỗ này nó có cái gì vậy? Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye.